Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn không, Phật dạy: Này thiện hiện, ông quán thế nào mà nói khái niệm về sắc vân vân chẳng phải là Bồ Tát? Lại quán thế nào mà nói khái niệm về pháp của sắc vân vân là thường hay vô thường? Khái niệm thuộc lạc hay khổ? Khái niệm thuộc ngã hay vô ngã? Khái niệm thuộc tịnh hay bất tịnh?